Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong thời gian tới, khu vực miền Bắc và miền Trung còn tiếp tục nắng nóng kéo dài. Nhiệt độ ngoài trời có thể lên đến 39 đến 40 độ C, dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến. Trước tình hình trên, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã yêu cầu các công ty điện lực, công ty lưới điện cao thế miền Bắc nghiêm túc thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ để chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết bất thường, đảm bảo điện ổn định, phục vụ sản xuất và ổn định đời sống sinh hoạt của nhân dân. Trước yêu cầu của lãnh đạo tổng công ty, trong thời điểm nắng nóng này, các đơn vị điện lực khu vực phía Bắc đã tập trung theo dõi sát sao diễn biến tình hình thời tiết tăng trưởng phụ tải, lập phương thức cấp điện linh hoạt và hợp lý, hạn chế tối đa việc gián đoạn cấp điện do quá tải, tăng cường công tác kiểm tra, khắc phục các tồn tại trên lưới điện. Đặc biệt, lưu ý đối với các đường dây trạm biến áp 110 kV, các tuyến đường trục trung áp 35 kV, 22 kV đang đủ tải, các trạm công cộng mang tải cao. Cái việc mà nắng nóng tác động rất lớn đến các thiết bị ngoài trời, mà chủ yếu thiết bị ở 110 là ngoài trời. Với nhiệt độ như hiện tại ta đang đứng đây cỡ khoảng 42-43 độ, thì cộng với là cái phát nóng cục bộ tự nhiên theo cái dàn dòng điện đi qua của các thiết bị thì là ảnh hưởng tác động rất lớn. Tất nhiên trong cái thông số kỹ thuật thiết kế thì tính toán đã có tính toán vấn đề này. Tuy nhiên ít nhiều nó ảnh hưởng đến cái mức mang tải rồi đến cái tuổi thọ của thiết bị. Vì vậy là qua những đợt như này chúng tôi, trước những đợt này và qua những đợt này chúng tôi bao giờ cũng có những cái tổng kiểm tra, rà soát và củng cố thiết bị. Tại thành phố Thanh Hóa, những ngày này chẳng khác nào một chiếc chảo rang khổng lồ. Nắng nóng hấp thụ vào bê tông cốt thép của những tòa nhà cao tầng, cộng với hơi nóng phả ra từ hàng chục ngàn máy móc, thiết bị khiến nhiệt độ ngoài trời có lúc lên tới trên 40 độ C. Thời tiết nắng nóng đã kéo theo nhu cầu tiêu thụ điện trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là thành phố Thanh Hóa tăng đột biến lên tới 90%. Sự tăng trưởng đột biến này cộng với nắng nóng kéo dài đã gây rất nhiều khó khăn cho công tác quản lý vận hành hệ thống điện. Nhiều khu vực ở thành phố Thanh Hóa mặc dù đã có những thiết kế, có dự phòng, nhưng vì tăng trưởng quá nóng nên đã xảy ra sự cố. Tuy nhiên do sớm được chuẩn bị các phương án ứng phó, cùng với tinh thần làm việc hết sức trách nhiệm và tích cực, không quản ngày hay đêm, công tác sửa chữa thay thế luôn đảm bảo đưa lưới điện vào vận hành một cách nhanh nhất. Có thể nói là trong tháng 5 năm nay ấy, là cái tháng nóng nhất trong cái lịch sử 20 năm trở lại đây đối với Thanh Hóa. Chúng tôi cho rằng là với cái thời tiết này thì tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân tỉnh cũng như là Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Tập đoàn Việt Nam đã có những cái văn bản chỉ đạo để cho các cấp, các ngành cũng như là ngành điện tập trung cao độ để cấp điện ổn định cho cái phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Chúng tôi cũng đã có những phương án để mà chuẩn bị sẵn sàng vật tư, thiết bị, nhân lực để cấp điện ở tất cả các cái thành phần phát triển của địa phương, đặc biệt là cái đời sống dân sinh. Đây là khu tái định cư Đông Vệ. Từ nhiều ngày nay nhiệt độ thường xuyên ở mức cao, nên cũng như nhiều khu vực dân cư khác ở Thanh Hóa, phụ tải điện ở đây đã tăng tới 60%. Trạm biến áp Đông Vệ có công suất 250 kV-ampe, trở nên quá tải. Nhiều lần trong ngày bị ngắt, tự nhảy mạch gây mất điện. Để chấm dứt tình trạng này và đồng thời đảm bảo việc cấp điện được an toàn, liên tục cho khu dân cư, phục vụ cuộc sống sinh hoạt của người dân và hoạt động của doanh nghiệp, được sự chấp thuận của lãnh đạo Công ty Điện lực Thanh Hóa, Điện lực thành phố Thanh Hóa đã quyết định thay thế máy biến áp tại trạm biến áp Đông Vệ bằng máy có công suất lớn hơn, đáp ứng nhu cầu phụ tải trong khu vực. Cũng như ở khu tái định cư Đông Vệ, huyện Tĩnh Gia là nơi tâm điểm nóng nhất của Thanh Hóa. Do chuẩn bị tốt phương án ứng phó với thời tiết của Điện lực Tĩnh Gia, ngay từ đầu năm 2015, qua việc nâng cấp cải tạo liên tục đường dây trung áp, hạ áp, kiểm tra thường xuyên kiếm khuyết trên đường dây, vân vân, đến thời điểm này lưới điện Tĩnh Gia vẫn tương đối ổn định, không có trạm biến áp nào bị quá tải, bị gián đoạn cấp điện. Như trước đây thì thôn tôi thì thậm chí có những chỗ điện nó đổ lòm nên nó không thể dùng được, quạt không quay được. Nhưng kể từ ngày nâng cấp cột điện lên và dây bọc thì nói chung là điện cả thôn tôi thì nói chung mạnh hẳn lên. Thì hiện tại Điện lực thành phố chúng tôi đã đầu tư và cố gắng cải tạo lưới điện hiện tại trên các đường dây trung thế thì không có hiện tượng gì xảy ra sự cố. Nhưng có một số điểm cục bộ do nắng nóng kéo dài, điện lực chúng tôi đã tăng cường nỗ lực hết sức mình
để cải tạo lại đường dây và thay máy biến áp. Công ty Điện lực Thanh Hóa nói riêng và điện lực các tỉnh tại khu vực phía Bắc nói chung đang trải qua quãng thời gian vô cùng khó khăn và khắc nghiệt. Tuy nhiên, cái nắng như đổ lửa đã không khuất phục được ý chí và tinh thần quyết tâm của những con người ngành điện. Bên cạnh việc lên phương án đối phó, các công ty điện lực còn chủ động phối hợp với các đơn vị thông tin tuyên truyền, cung cấp thông tin về tình hình cung cấp điện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tiết kiệm điện sâu rộng đến từng hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp, đề nghị khách hàng hạn chế sử dụng đồng thời các thiết bị điện vào giờ cao điểm để mỗi hành động tiết kiệm điện của mỗi cá nhân sẽ góp phần cùng với ngành điện vượt qua khó khăn, đảm bảo cung cấp điện đầy đủ, an toàn cho nhân dân.